Trong chương trình Thư viện Sách Nói hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chương 17 trong tập truyện Lều Chõng qua giọng đọc Bình Tâm. Hôm nay trời đã bớt lạnh, mặt trời hình như mọc sớm hơn các hôm khác. Đốc Cùng và anh em Vân Hạc vừa mới lần lượt trở dậy. Ánh nắng vàng nhạt đã lấp lánh in vào những chiếc lá bàng úa đỏ ở trước sân. Quen lệ, thằng nhỏ nhà trọ nhanh nhẩu để lên chỗ ngồi của khách một xíu nước sôi và bộ bàn chè chén mẫu. Vân Hạc đương lúi húi đổ chè ra chiếc nắp bao và sẽ sàng chút vào chiếc ấm quần ẩm. Ngoài sân bỗng có tiếng hỏi. Tôi tưởng các ngài còn ngủ, té ra đã dậy cả rồi. Hôm nay sao chư tiên sinh dậy sớm quá vậy? Cả nhà đều ngẩng lên trông. Trần Đức Trinh nghênh ngang lên thềm với một nụ cười tủm tỉm. Độc Cùng nhận rõ anh ta đừng có việc gì đắc ý. Sau khi chào nhau khắp lượt, chàng hỏi. Cậu có tin Độ Tú Tài đấy chứ? Đức Trinh theo lời mời của Vân Hạc ngồi vào trong ghế rồi làm ra vẻ khiêm tốn. Ông nói lỡm nhau chi thế, Tú Tài đâu đến phần tôi. Nếu tôi mà đỗ, thiên hạ còn ai hỏng nữa chứ? Đốc Cùng cười. Cái đó không biết chừng, học tài thi phận cậu ạ. Nhưng nếu không có tin đỗ, thì sao người cậu hôm nay lại thấy tươi hơn mọi hôm? Vì tôi mừng cho ông Hạc. Đốc Cùng vội hỏi, cậu biết anh Hạc đỗ à? Vâng, có lẽ ông Hạc sẽ đỗ thủ khoa. Nếu quả như vậy thì các quan trường năm nay đã biết chấm văn. Nhưng cậu nghe được tin đó ở đâu? Hôm qua thầy tôi có vào thăm quan tổng đốc. Trong lúc nói về việc trường, ngài có cho biết như vậy. Vì tôi khoe ông Hạc là bạn với tôi, cho nên thầy tôi giục phải đến đây sớm để báo tin mừng. Vậy ngài có biết bao giờ thì sướng danh không? Cứ như thầy tôi nói lại, tin chắc cũng không còn lâu lắm. Bởi vì còn phải đợi chỉ trong kinh. Thưa ngài, thế cụ lớn nhà dạy như thế nào? Thầy tôi nói rằng sáng sớm hôm qua vừa có mật tin từ trong trường ra báo quan tổng đốc cho biết rằng việc trường đã xong hết cả, giải ngạch, cử nhân, tú tài cũng lấy xong rồi. Chỉ còn hai ông tài nguyên, á nguyên thì chưa quyết định. Từ đây vào kinh vừa đi vừa về, ít ra cũng phải ngoài 20 ngày. Và lại sớm vào đến nơi, hoàng thượng xem rồi, lại còn giao cho triều thần bàn bạc nữa chứ. Như vậy có lẽ phải 10 ngày nữa mới có chỉ ra. Không, từ đây vào kinh, cả đi lẫn về chỉ hết độ hơn 10 ngày là cùng. Bởi vì trong năm Gia Long thứ 3, trình hạn của phu chạy trạm đã có định rõ. Từ Bắc Thành đến Kinh Đô, việc gấp phải chạy 5 ngày cho tới. Người nào chạy được đúng hạn thì thưởng 3 quan, quá hạn độ 1-2 ngày thì phải phạt 30 roi đòn. Trời ơi, đường đất từ đây vào kinh kể có 1000 dặm, thế mà chỉ đi 5 ngày. Họ chạy nhanh bằng luật kinh chạy theo mặt trời, nhưng chạy như thế lỡ ra phu trạm mệt quá, chết ở ngang đường thì làm thế nào? Họ chết ở cung đường nào thì nhà trạm ở cung đường ấy phải cắt người khác nhận lấy giấy má của họ mà chạy luôn đi, trong luật đã nói rõ vậy rồi. Tôi chắc nay mai chỉ của triều đình sẽ ra đến đây và vài ngày nữa thì sẽ có cuộc sướng danh. Thôi thì bao giờ sướng danh mặc lòng, ông cũng không phải nóng ruột, 10 phần đỗ cả 10 rồi, chẳng thủ khoa thì á nguyên, quyết không xuống đến thứ 3. Có đỗ thủ khoa thì tôi đỗ chơi cho hay, chứ đỗ á nguyên còn thú gì nữa chứ. Thần lật được thể dễ nói khoác, tôi chỉ cầu trời khấn Phật cho anh hỏng khoa này nữa. Để xem anh sẽ nói với chị ấy ra sao. Tưởng Loan chỉ vào Đoàn Bằng, Tiêm Hồng và hỏi Đức Trinh. Thưa ngài, còn hai ông này ra sao? Ngài có biết tin gì không? Tôi không được rõ vì không thấy thầy tôi nói chuyện. Nhưng chắc các ngài đỗ cả. Mỗi người nói phiếm thêm mấy câu nữa. Ấm chè vừa tàn. Đức Trinh cáo từ ra về. Bây giờ ánh nắng đã xuyên qua lỗ cửa sổ, chênh chếch xuống nền nhà, hạt bụi xanh đỏ dờn nhau trong những luồng sáng thẳng, vùng như chiếc tay thước, trong nhà đầy vẻ ấm áp của tiết tiểu xuân. Hải Âu cao hứng bảo với Đốc Cung.
hôm nay chúng mình phải đi ngoạn cảnh cái chứ. Bó gối ngồi nhà để ngóng ngóng đợi ngày sướng danh hộ các ông ấy là cái nghĩa gì? Đã 10 năm nay tôi không đặt gót đến đất Hà Nội, không biết bây giờ cuộc sâu bể của các cảnh vật xứ này đã đi đến chỗ nào rồi. Thú thật với bác, tôi ở nhà luôn mấy hôm nay đã thấy tù cẳng lắm rồi. Bác tính còn gì khổ bằng cái thằng thi hỏng lại phải ở lại để đợi anh em xem bảng. Nhưng mà bác định đi chơi đâu giờ? Tôi thấy các cụ vẫn nói phong cảnh Hồ Tây đẹp lắm mà chưa được đến nơi. Hay là các ông lên chơi trên ấy cho tôi đi với. Phải đấy, hôm nay trời ấm, có lẽ lên chơi Hồ Tây cũng thú. Rồi đó ai nấy đội khăn mặc áo, kéo thẳng lên nẻo cửa Bắc và rẽ sang đường cổ ngựa. Lúc ấy cây cối đã đương đổi lộc, quanh hồ như vẽ một cảnh tiêu sơ. Sau khi thăm quán Trấn Vũ, cả bọn đùng đỉnh sang chùa Trấn Quốc. Bây giờ mặt trời đã cao, bầu trời rất sáng sủa, bằng mây thăm thẳm lồng xuống đáy nước, làm cho cảnh hồ càng thêm mông minh. Hải Âu thơ thẩn đi lại trước nhà chùa hồi lâu, thình lình thầy chạy đến chỗ Đốc Cung, Vân Hạc, vừa cười vừa nói. Tôi định làm một bài hoài cổ, nhưng mới nghĩ được 4 câu thì hết mất tứ, bác cung và các chú tiếp hộ. Đốc Cung liền bảo, 4 câu của bác ra sao? Cáo trắng châu vàng chuyện có không, đêm trăng bao độ rước thuyền rồng, nào khu yếm sống hàng quan thị, đâu chỗ ca, trèo bóng gái cung. Đốc Cung tỏ vẻ bông đùa. Hay thì hay thật, nhưng câu thứ 3 chua lắm. Thế là Trấn Quốc tự hoài cổ hay là Tây Hồ hoài cổ? Tây Hồ hoài cổ đấy chứ, nếu Trấn Quốc tự hoài cổ thì sao cho đắt? Vậy thì mấy chữ yếm sống ca trèo là ý thế nào? Đó là tôi muốn nói về chuyện chúa Trịnh. Trong lúc họ Trịnh còn thịnh, Hồ Tây vẫn còn là một nơi tán thưởng, giống như vườn phù dung của đường Minh Hoàng. Chùa Trấn Quốc này đã bị lập thành hành cung, mỗi tháng nhà chúa ra chơi chừng vài 3 lần. Vậy còn mấy chữ cáo trắng châu vàng? Đấy là tôi theo điển tích của sách Trích Quái và sách Địa Cảo. Trích Quái chép rằng, ở đời thượng cổ, Hồ Tây còn là một trái núi nhỏ. Trên núi có con cáo trắng 9 đuôi, thường hay hóa ra yêu quái, làm hại dân cư. Ông thần Long Đô đem việc ấy tâu với Thượng Đế. Thượng Đế cả giận, liền sai Long Vương giết con yêu đó. Rồi Hải Âu quay hỏi bọn Đốc Cung. Bác và các chú đã nghĩ được câu gì chưa? Tôi mới nghĩ được 2 câu như vậy. Sờ sạc đầu vời sen rạc lá, phất phơ cuối bãi, sậy phơi bông. Chú thử tiếp nốt xem sao. Thế thì thế này. Lâu đài Lê Trịnh tìm đâu tá, bảng làng rêu xanh, bóng ác hồng. Cả bọn đều cho hay, Hải Âu muốn lên Nhật Chiêu, thuê một chiếc thuyền chở ra giữa hồ chơi. Nhưng khi hỏi thăm bọn sư trong chùa, thì họ nói rằng, nếu muốn dùng thuyền, phải hẹn từ hôm trước hay từ sáng sớm, bây giờ mới thuê, không chắc đã được, vì rằng những nhà có thuyền đều đi làm ăn vắng nhà. Tới khỏi cửa Bắc, thình lình có tiếng người gọi Vân Hạc. Các ngài có ai quen cụ Hoàng Doãn Đạt hay không? Có phải cụ Hoàng Doãn Đạt giáo thụ phủ Kinh Môn mới rồi được cử đi làm phúc khảo đó không? Phải chính cụ ấy. Chúng tôi quen cả vì cụ ấy nguyên là học trò thầy tôi ngày xưa, đối với nhà tôi rất thân, ngài hỏi vậy có việc gì chăng? Thế nói cụ ở trong trường bị bệnh nặng lắm mới được cáo ra lúc trưa. Bây giờ còn trọ trong nhà người quen ở phố Cửa Nam. Đến đây Đức Trinh ngừng lại và nhìn Vân Hạc. Chỉ vì việc đó tôi phải lật đật tìm ngài từ trưa đến giờ. Gặp ngài ở đây may quá, bây giờ tôi có việc phải về, đến tối xin lại thăm các ngài. Vân Hạc tỏ ý cảm ơn. Đức Trinh chào khắp bọn này và rẽ sang nẻo hàng than. Bóng nắng ra hết sân gạch, sương mù bắt đầu pha đục bầu trời, gió bắc hiu hiu quạt mấy tàu cau ánh nắng, những con chim sẽ sợ lạnh sập xè và nấp trong mái nhà. Nhà trọ sắp dọn cơm chiều, Đoàn Bằng Tiêm Hồng vừa lủi thủi về với một dáng bộ rời rợi. Đốc Cung vội hỏi, bác cả còn đi chơi đâu chưa về?
Anh ta ở chơi dưới ấy với bác giáo nhà. Bệnh tình bác giáo ra sao ạ? Có nặng lắm không thưa anh? Có việc gì đâu, bác ấy cũng ho xoàng. Chỉ vì ở lâu trong trường buồn quá, nhân thể việc trường đã xong, ngài mượn cớ cáo bệnh để xin ra trước vài ngày. Cụ giáo có nói chuyện gì về việc thi cử của các bác không? Có, bác ấy bảo chú Hạc nó hỏng tuột, chú Tú nó đỗ lại tôi thì may được đội bảng Tú Tài. Thế ra Trần Đức Trinh bịa chuyện nói nhảm à? Không, anh ta nói đúng. Bác giáo cũng bảo trong trường đại chắc chú Hạc sẽ đỗ thủ khoa. Sáng nay có chỉ ở kinh ban ra mới biết là hỏng. Vậy thì quyển của anh Hạc có tội gì chăng? Không, bác giáo cũng nói như Trần Đức Trinh, quyển của chú nó tốt lắm, 4 yêu 12 bình thật. Thế thì làm sao anh ấy lại bị hỏng tuột? Cụ giáo có biết chỉ của triều đình nói thế nào không? Có, thì bác ấy nói trong chỉ phê rằng Đào Vân Hạc quả là tay đại tài, sự học hơn hẳn Nguyễn Chu Văn, đáng được đỗ đầu khoa này. Chỉ hiềm tên ấy hãy còn trẻ tuổi, văn chương không phải có chỗ ngông nghênh. Nếu lấy độ cao, sợ dễ nuôi thêm cho y cái bệnh kiêu ngạo thì khó trở nên một người đại dụng. Vân Hạc tỏ vẻ phẫn uất. Tác thành như thế thì chết bỏ mẹ người ta. Vậy thì chuyện anh Hạc cũng giống với chuyện cụ Nguyễn Công Trứ. Tôi thấy ông từ ngày xưa có nói lại rằng cụ Nguyễn Công Trứ từ lúc trẻ tuổi đã nổi tiếng là bậc văn chương đại tài, bè bạn ai cũng phải phục. Chỉ vì hồi ấy mới qua một cơn đỉnh cách, thời cục chưa biết thế nào mà cụ lại là một tay cố Lê Công Tử. Bấy giờ ở tỉnh Nghệ An, bè cánh của bọn cố Lê Công Tử cũng lớn và cũng nhiều người đi thi. Thế rồi ba kỳ thi xong, phải lúc ấy chỉ thi ba kỳ thi xong, quả nhiên văn của cụ Chứ hay lắm. Quan trường cũng mới lấy đỗ thủ khoa, nhưng vì có chuyện học trò kêu xin, các ngài sợ rằng phong thanh về đến triều đình, mình sẽ bị ngờ là không công minh, liền phải làm sớ và đợi các quyền của cụ này về kinh để tùy trong ấy quyết định. Độc cùng lại nắm tay Vân Hạc. Không ngờ việc cụ thượng chứ nay lại xảy ra cho anh. Nhưng cũng không sao, triều đình đã hứa không bao giờ sai. Cụ chứ về sau lại đỗ thủ khoa, thì anh khoa sau cũng đỗ thủ khoa. Thế họa khoa sau tôi ốm không đi thi được, triều đình có cho đỗ không? Ông chủ nhà trọ vừa ở nhà dưới tiến lên, Đoàn Bằng nói bằng giọng cười gượng. Cơm đã xong chưa? Ông cho bưng lên đi thôi, hôm nay ông phải uống rượu với chúng tôi một bữa thật say, không được từ chối, vì ngày mai chúng tôi sẽ cùng từ giã ông tất cả. Các ngài không nên nóng nảy, vì tôi vẫn nghe nói việc trường bao giờ cũng giữ rất kín, khó lòng có ai biết trước, chắc đâu cụ giáo nói vậy là đúng. Tôi chắc đúng lắm, cụ giáo kinh môn có quen quan chánh chủ khảo, hai người đã từng gặp nhau trong một khoa hội năm xưa. Vì với nhà tôi là chỗ chí thân, nên khi lên chào quan chánh chủ khảo để ra ngoài trường, cụ có hỏi ngài về chuyện đỗ hỏng của chúng tôi. Bây giờ việc trường đã xong, không cần phải giữ bí mật như trước, cho nên quan chánh chủ khảo đưa cả cuốn số giải ngạch và đạo chỉ của triều đình cho cụ ấy coi, như vậy còn sai sao được chứ. Dù đi vậy, cũng còn hai ngài đậu được Tú Tài kia mà. Tú Tài đỗ lại vào Tú Tài đội bảng thì cũng như hỏng, còn sung sướng gì mà đợi xem bảng hử ông. Thằng nhỏ vừa bưng mâm rượu, đặt vào chỗ phản mọi ngày. Cả nhà cùng ngồi xúm lại, cuộc rượu bắt đầu bằng những tiếng cười gượng, nói gượng. Rượu đến nửa chừng, Tiêm Hồng vừa bưng chén rượu vừa khóc rưng rức. Đoàn Bằng vội ngăn. Có học có thì có đỗ, chẳng đỗ khoa này thì đỗ khoa khác, việc gì mà phải tủi thân. Vừa dứt hai tiếng tủi thân, miệng thầy tự nhiên mếu sạch, nước mắt ròng ròng rỏ xuống mặt chiếu. Vân Hạc thấy hai anh khóc, chàng bỗng nghĩ đến sự kỳ vọng của những người thân thích ruột già, bụng bảo dạ. Lúc mình bước chân xa đi, nào mẹ, nào vợ, nào cha mẹ vợ, nào chú bác họ hàng, người này giúp 5 quan, người kia giúp 3 quan, ai cũng mong cho mình đỗ. Cả đến cụ Năm đã đương nằm kề miệng lỗ, nghe tin cháu vào Phúc Hạch, cũng còn sai người đến đây hỏi xem ngày nào xướng danh để ra chơi mừng. Bây giờ mình hỏng, làm cho biết bao nhiêu người thất vọng. Hiện nay, mẹ mình, chú mình và ông nhạc bà nhạc của mình đều đã vất vưởng như đèn trước gió, không biết các cụ còn sống được đến ngày mình thi đỗ hay không.
Thế rồi chàng cứ nức nở, trong họng như bị nghẹn ngào, chén rượu bưng lên lại phải đặt xuống. Đốc Cùng từ khi bị hỏng vẫn cố nén dạ, cười nói cho qua. Bây giờ thấy Vân Hạ khóc, lửa phiền của chàng như sắp dập tắt lại bị khêu lên, và thổn thức nói không ra tiếng. Khi thấy mình càng khuyên, người ta lại càng khóc, ông chủ nhà trọ nghĩ ngợi ra sao, không rõ tự nhiên cũng khóc. Quang cảnh tiệc rượu lúc ấy giống như quang cảnh đám ma của kẻ bạo tử. Đốc Cùng đương gục đầu trên gọi, bỗng ngừng phát dậy và nói: thì đỗ cũng thế, chẳng đỗ cũng thế, việc gì mà phải cảm khái cho khổ thân. Sống là nghiêu thuần, chết thì xương khô. Sống là kiệt trụ, chết thì xương khô. Dù có đỗ nữa, chẳng qua chỉ đeo cái tiếng ông cử độ vài chục năm rồi cũng xóa, chứ làm cóc gì. Rồi chàng bưng chén: uống đi các anh. Mọi người lại cùng sốt sắng nâng chén lên miệng, nhưng mà vị rượu lúc ấy hình như chỉ chặt những mùi cay đắng. Sau khi nằm vào trong chăn, Vân Hạc tự thấy ruột gan nóng như lửa chất. Khi thì mong rằng quan giáo kinh môn nói sai, khi thì mong rằng quan trường sẽ cùng làm sớ kêu oan cho mình. Cạnh chàng, Đốc Cung, Đoàn Bằng, Tiêm Hồng cũng đều vật vã không ngủ, thỉnh thoảng lại góp một tiếng thở dài, như giúp thêm sự đau đớn của chàng vậy. Đêm càng khuya, trời càng lạnh, ngọn đèn trên quang mỗi lúc mỗi lù mù, chàng càng trằn trọc không thể chợp mắt. Nghĩ đến quang cảnh khi cắp khăn gói về làng, chàng không biết mặt mũi mình già thế nào. Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung chương 17 trong tập truyện Lều Chõng qua giọng đọc Bình Tâm, kỹ thuật dựng và nhạc đệm Thanh Bình, Đường Hậu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thư Viện Sách Nói lần sau. Thân ái tạm biệt quý vị và các bạn.